Tên là màu đỏ, ở góc trên bên tay trái. Nó có tiệp Protoss màu xanh lam ở góc dưới bên tay phải, mà anh ấy vừa quên Raleigh cái Nexus ra Mirror. Vâng, liệu trận này Toxi sẽ sử dụng build gì đây? Map này thì một map rất lớn, tuy nhiên là khoảng cách không là vấn đề đối với Protoss. Protoss hoàn toàn có thể sẽ sử dụng một pha Forget để đáp trả đối phương. Và map này cũng khá đẹp để Forget. Protoss có thể xây một cái pylon ngay cạnh cái mỏ 2, gần hàng mineral của đối phương, rồi cố gắng run by cái đám quân của mình vào phía trong ngõ hai rồi warp quân lên cũng rất là khó chịu. Protoss đã đưa con probe đi scout Sớm hơn Terran rất nhiều. và Protoss có vẻ như đặt xuống cái gate rất là muộn. Anh ấy không hề Chronoboost lên. Hiện nay Energy đang để rất nhiều. Chưa hề thực hiện một pha Chronoboost nào cả. Ở cái trang mình đặt rất chuẩn, hình như là 12 phải nhỉ? Hay là Vâng, 13? à 12, 12 supply sẽ đặt gate, tuy nhiên là cái Có có vẻ lẽ như bắt đầu là anh NK tiệp một cái lỗi gì đó khiến anh ấy hơi chậm mineral. Hiện nay thì rank barrack của Terran đã xong rồi, còn Protoss thì chưa. Và Toxi không hề ăn ga, sẽ làm build one rank fire Vâng, và như này thì một SCV scout, một SCV sẽ xây command center. và hiện nay Energy trên Nexus của Protoss còn rất nhiều, sẽ là một pha forget rồi. Đến 80% lên một pha forget rồi. Vâng, taxi liệu có phòng thủ được hay không? Chúng ta cũng đợi xem. Con probe của Protoss chúng ta chạy rất là khéo léo và lắt léo, cuối cùng qua và đã quay về, chắc chắn là quay về an toàn rồi. Vâng, Chronoboost ngay lên upgrade research. Có lẽ là forget rồi, Chronoboost Vâng. lên cả con Stalker đầu tiên nữa. Liệu chưa Con Protoss chúng probe ta đầu có tiên không cũng chưa không bị tiêu diệt, cho nên là tiệp anh ấy nhiều khả năng forget anh ấy bây giờ sẽ rất là hiệu quả. Vâng, hiện nay thì Terran lại vâng đã đặt xuống hai cái rank nữa rồi. Vâng, có CV vào scout một cách an toàn và không thấy. Vâng, đã thấy Chronoboost rồi, có lẽ là tiệp vừa xong nên đợi Vâng, SCV. Protoss vẫn lại xây thêm cái ga thứ hai chứ không phải là ba cái gate. Không biết là build gì đây. Vâng, chắc chắn forget 3 viên nữa lên Vâng, xây. forget mà lại ăn hai ga, có vẻ như Protoss chúng ta không nắm được build rồi. Có lẽ anh ấy đánh nặng Stalker chăng? Và Sentry chăng? Cùng chờ xem thế nào. Nhưng mà đã có tới 2 Marine đi scout và... Vâng, Tiệp đã run by một phát, trốn thoát khỏi Senator Tower, vẫn lắt léo Hồng Sơn. Nhưng ở trên này đã có thêm một Marine nữa. Vâng, hiện nay upgrade Vâng, research đã gần xong rồi mà Protoss lại chưa hề có một cái pylon nào. Proxy pylon nào. như vậy pha forget này hơi lỗi rồi. Quá lỗi rồi. Con probe của mình đã bị tiêu diệt. Tiệp liệu forget để warp in unit ở nhà chăng? Vâng, thế thì khoảng cách sẽ thành vấn đề với cả Protoss mất. Vâng, đã warp ra một stalker, hai stalker, ba stalker ở nhà. Và vẫn chưa hề có một cái proxy pylon nào, thế này thì forget sao được. Nếu mà vừa xong mà forget một cách chuẩn xác thì có Vâng, lẽ đã Terran sẽ là chết ngay, bởi vì bunker xây quá muộn. Vâng, và 6 phút timing của Forget là 6 phút. Thường thì là 6 phút và các pro thì sẽ đánh trước 6 phút tầm 5 phút 45.
Fast bây giờ scan. thì scan có nhìn thấy được. Không, không hề nhìn thấy ba cái gate phía sau. Vâng. Nhưng thấy có thể thấy là rất nhiều energy. Một cái À. Sigalon ở khá xa. Vâng. Rất xa. Rất rất xa. Reinforce sẽ rất chậm cho proto của chúng ta. Vâng, tham mình forget. Có thể thấy NK Tiệp đang farm anh ấy đang thấp, rất là thấp army supply của Protoss 12 Terran 20. Như vậy là cái lợi thế của Forge anh ấy đánh mất mất rồi. Sẽ không thể forget được nữa rồi. Có lẽ forget là sẽ được đẩy lên 8 phút 30, gần 9 phút mất. Vâng, Forge kiểu file silver đây. Vâng. Vâng, bước quân đã hoàn thành. Như vậy Zealot sẽ trở nên ăn hại. Rất là ăn hại. Steam cũng đã hoàn thành. Vâng, có lẽ vâng bây giờ Protoss bắt đầu expand. Vâng, như vậy thì phần thua chắc chắn là thuộc về anh ấy rồi. Vâng, bây giờ Terran có Steam rồi, bây giờ chỉ cần move out ra và một phát là xong luôn, không cần phải nghĩ nhiều. Chúng ta nhìn về income thì Protoss đã tốn quá nhiều nguồn lực để phát triển vào quân đội nên không thể phát triển kinh tế và công nghệ được. Còn về phía Terran thì expand rất sớm, xây rất nhiều worker nên income cực kỳ lớn và bây giờ anh ấy cứ theo phát triển lên thôi. Taxi cũng move out và có lẽ sẽ tấn công ngay bây giờ. Combat siêu cộng 1 sắp hoàn thành. Anh có lẽ không cần chờ cả Medivac nữa. Vâng, sẽ là một timing rất đẹp cho Terran. Quân Pylon đã bị phá. Nexus đã hoàn thành nhưng đây có lẽ là có lẽ cái Nexus này chỉ sống được trong vài giây nữa thôi. Vài chục giây nữa thôi. Tôi nói nhầm. Vài giây là hơi ít. Terra nên múc thẳng vào luôn. Vâng, AMU thôi, Số không phải Sentry hiện nhiều. giờ là 6, hoàn toàn có thể forfeit chia đôi quân của Terran. Chúng ta cùng Vâng, đợi nhưng mà xem Terran sẽ làm như thế nào. Anh ấy chỉ cần Protoss đang Steam và lao thẳng lên. Đội quân của Protoss đứng rất xa. Vâng, không thể xịt được. Steam. Bây giờ thì cứ thế mà. Vâng, forfeit không hiệu quả một chút nào hết. Không thể chia quân ra được. Forfeit rất lỗi. vâng, cứ AMU thôi, chẳng cần split làm gì cả. Vâng, Forget nếu mà không vâng, anh ấy vẩy thế vẩy Vâng. rất là đẹp. Nhưng mà đây là vẩy Marauder rồi, chứ không phải là vẩy Marine nữa rồi. Vâng, vẩy Marine thì cần nhanh hơn nhiều. Vâng, good game. Ok. 2-0 cho taxi.